sắc cuộc chiến cực kỳ ác liệt giữa các kiếm sĩ diệt quỷ đối đầu với hai thượng nguyên quỷ tại làng Thợ Rèn. Sát quỷ đoàn đã rất chật vật để tiêu diệt được hai con quỷ trên. Khó khăn đã tạm trôi qua, nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Chúa quỷ Mư Gian đã có những bước đi đầu tiên sau khi hắn biết được thông tin về một con quỷ khác có thể khắc chế được ánh nắng mặt trời, là Nezuko. Giờ đây, tất cả các kiếm sĩ sẽ bước vào một cuộc tập huấn đặc biệt cùng các trụ cột. Sau season 3, Kimetsu no Yaiba, Làng Thợ Rèn kết thúc vào năm 2023, độc giả bất ngờ khi một lần nữa, Studio Ufotable xác nhận sẽ sản xuất một phần movie đặc biệt mang tên Hashira Training, hay còn được biết đến là Phép Màu Tình Thân, cho đến chuyến đặc huấn của đại trụ. Movie sẽ được công chiếu chính thức tại các cụm rạp trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 23 tháng 2, 2024. Để hứng ứng cho phần phim sắp tới, cũng như hâm nóng tinh thần cho các con dân hâm mộ sát quỷ đoàn, Anime Rewind chúng mình sẽ gửi đến các bạn phần tóm tắt về các sự kiện sẽ diễn ra trong Arc Hashira Training. Lưu ý, đây sẽ là thông báo spoiler. Nếu các bạn muốn có trải nghiệm trọn vẹn, hãy quay lại với chúng mình sau khi đã ra rạp xem Kimetsu no Yaiba To The Hashira Training nhé. Câu chuyện bắt đầu 7 ngày sau cuộc tấn công của hai con quỷ Thượng Huyền Tứ, Hantengu và Thượng Huyền Ngũ Yoko nhắm vào làng Thợ Rèn. Tuy thiệt hại về người và của mà hai con quỷ trên gây ra đã được các kiếm sĩ thuộc sát kỷ đoàn cố gắng bảo vệ ở mức độ thấp nhất, nhưng để bảo vệ an nguy cho người dân cũng như các thợ rèn, họ bắt buộc phải di rời làng đến một nơi khác. Tanjiro lúc này đây cũng đã tỉnh lại sau cơn hôn mê. Cậu đã được Goto, một chàng trai thuộc Kakushi, túc trực bên mình. Cả hai đã có một cuộc trò chuyện ngắn về những người kiếm sĩ đã tham gia vào trận chiến với hai thượng nguyên. Họ đều an toàn, đặc biệt hơn là giờ đây, Nezuko đã trở thành con quỷ đầu tiên trong lịch sử có thể di chuyển dưới ánh nắng mặt trời, và cô bé cũng đang cố gắng hòa nhập với sự giúp đỡ của mọi người. Ở một diễn biến khác, tại dinh thự của Ubuyashiki, một cuộc họp cực kỳ căng thẳng giữa các trụ cột còn lại đang diễn ra. Lúc này đây, mọi thứ đã trở nên gấp rút hơn bao giờ hết, vì chúa quỷ Mư Gian đã biết đến sự tồn tại của một con quỷ có thể chịu được ánh mặt trời là Nezuko. Vì vậy họ sẽ không còn quá nhiều thời gian và Mư Gian cũng sẽ nhanh chóng hành động. Trong cuộc chiến với hai thượng nguyên quỷ, Hà Trụ và Luyến Trụ đã kích hoạt được ấn diệt quỷ cùng Tanjiro, người đầu tiên có dấu ấn này nhưng không phải là một trụ cột. Thế nhưng Men lại không biết làm sao mà cậu ta có được nó. Hai trụ cột cũng chỉ biết mơ hồ về nó. Thế nên, một cuộc tập huấn đặc biệt đã được tổ chức, bao gồm các trụ cột có ấn diệt quỷ và những người chưa có, cũng như tất cả các kiếm sĩ cũng phải tham gia, không có ngoại lệ. Đây là một thời điểm tốt để gia tăng sức mạnh cho sát quỷ đoàn. Sau khi thông tin về một con quỷ có thể di chuyển dưới ánh nắng mặt trời được lan rộng, bọn quỷ đã dần im hơi lặng tiếng. Các trụ cột cùng những kiếm sĩ sẽ có khoảng thời gian để luyện tập cùng nhau. Đây sẽ là một cuộc tập huấn vô cùng khắc nghiệt, bắt đầu với những bài huấn luyện thể lực của cựu âm trụ Uzui Tengen, sau đó là luyện tập độ dẻo dai và phản xạ cùng luyến trụ Mitsuri và hà trụ Tokito. Tiếp theo là sử dụng kiếm điêu luyện cùng xà trụ. Cuối cùng là phòng trụ sẽ bón hành cho cả đám, kết thúc với những bài huấn luyện cơ bắp của nham trụ. Trong thời gian này, các trụ cột cũng sẽ tập luyện để kích hoạt được ấn diệt quỷ cho riêng mình. Thế nhưng chỉ riêng thủy trụ Tomioka Gyu là không tham gia. Tanjiro sau khi nhận được một bức thư từ lãnh chúa Ubuyashiki, cậu đã đến gặp Gyu với mong muốn sẽ được thủy trụ trực tiếp huấn luyện mình. Thế nhưng Gyu đã từ chối vì chính bản thân anh ta đang không công nhận tư cách trụ cột của mình. Thế nhưng thủy trụ vẫn không thể thoát được sự đeo bám nhiệt tình của Tanjiro. Lúc này đây, ta đã biết được lý do vì sao Gyu từ chối lời đề nghị của Men. Câu chuyện về quá khứ bi thương của thủy trụ dần được hé mở. Cũng như Tanjiro, gia đình của Gyu khi xưa cũng đã bị lũ quỷ sát hại. Anh ta được cựu thủy trụ Urodaki nhận làm học trò. Vào năm 13 tuổi, anh đã gặp được Sabito, người đồng cảnh ngộ với Gyu, nhưng lại là kiếm sĩ duy nhất phải chết ở kỳ sát hạch năm đó. Sabito là một người coi trọng công lý, một mình anh ta đã giải cứu những người tham gia kỳ sát hạch. Sau 7 ngày, Gyu là người được chọn vì đã sống sót. Thủy trụ không công nhận bản thân mình là một trụ cột vì anh ta cảm thấy mình không xứng đáng. Kỳ sát hạch đó, Gyu không tiêu diệt được bất kỳ con quỷ nào và đã để bản thân mình phải chết. Đó là lý do Gyu luôn khép mình và cho rằng bản thân sẽ không bao giờ có được ấn diệt quỷ. Là một trụ cột, sức mạnh là thứ Gyu có, nhưng anh ta luôn nghi ngờ chính bản thân mình vì trong quá khứ anh đã để quá nhiều người phải ngã xuống vì mình. Đó là một vết thương gần tâm lý quá lớn. Gyu luôn nghĩ rằng ngày hôm đó người xứng đáng phải chết là bản thân. Anh thiếu niềm tin và luôn cho rằng bản thân quá yếu đuối để thay đổi mọi thứ. Điều này khiến anh dần xa cách với mọi người xung quanh, trở nên lạnh lùng. Dù là một người có trách nhiệm, nhưng cái danh trụ cột cũng là một gánh nặng mà Gyu luôn phải mang từ trước đến giờ. Gyu mong muốn Tanjiro sẽ sớm kế thừa vị trí thủy trụ từ mình.
nhưng cho đến khi anh ta biết rằng Men đã sử dụng hơi thở mặt trời, hy vọng của anh ấy gần như vụt tắt. Thế nhưng, từ đầu bộ truyện tới giờ, sự gặp gỡ của Giyu với gia đình Kamado đã trở thành bước ngoặt cuộc đời của anh. Ngay lúc này cũng vậy, Tanjiro cũng giống như Giyu, cậu ấy cũng đã phải chứng kiến cái chết của viêm trụ Rengoku. Cậu cũng giày vò và luôn nghĩ đáng lẽ ra người ngã xuống tại chuyến tàu hôm đó phải là mình. Nhưng lúc đó, Tanjiro không hề cô đơn. Bên cạnh cậu vẫn còn cô em gái Nezuko, Inosuke và Zenitsu. Có thể cậu ấy may mắn hơn Giyu lúc nhỏ, nhưng thủy trụ không cô độc như anh ấy nghĩ. Dù chối bỏ bản thân, nhưng rất nhiều người vẫn đang đặt niềm tin vào anh ấy. Dù còn sống hay đã chết, và vị trí trụ cột hiện tại là minh chứng cho điều đó. Tanjiro với một câu nói có phần ngây thơ, nhưng nó đánh thức được ý chí của Giyu. Dòng hồi ức chợt vụt qua đầu thủy trụ. Thời gian được sống cùng Sabito, người bạn này đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều, nhưng có vẻ anh ta chưa bao giờ vượt qua được nó. Đây sẽ là lúc Giyu hoàn thành tâm nguyện của những người đã khuất, sống đúng với kỳ vọng của Sabito và những kiếm sĩ đặt niềm tin vào bản thân anh ta. Cuộc tập huấn này đã có sự tham gia của thủy trụ. Tuy hơi trễ, nhưng đó là điều mà bất kỳ ai cũng mong muốn lúc này. Quay trở lại với những diễn biến tại cuộc tập huấn, ngoài thủy trụ trước đó thì trung trụ Shinobu cũng không tham gia vì đang có dự định của riêng mình. Ở một nơi khác, Tamayo đã được lãnh chúa Ubuyashiki mời về dinh thự của mình để cùng nhau hợp tác đánh bại chúa quỷ Muzan. Tuy hơi bất ngờ vì người đứng đầu sát quỷ đoàn lại mời một con quỷ về làm việc cùng, nhưng có vẻ đây cũng là mong muốn của Tamayo vì những gì Muzan đã từng làm với cô trong quá khứ. Sau khi thành công thống não thủy trụ, Tanjiro đã hồi phục hoàn toàn và cùng tham gia vào khóa huấn luyện. Cậu nhanh chóng vượt qua 4 vòng đầu dù rất khó khăn và chuẩn bị bước vào vòng tiếp theo dưới sự chỉ đạo của phong trụ Sanemi. Thế nhưng một việc không mong muốn đã xảy ra. Sau ngày đầu ăn ngập hành từ phong trụ, Tanjiro cuối cùng đã có thời gian nghỉ ngơi. Cậu bất ngờ bắt gặp cuộc trò chuyện giữa Genya và Sanemi. Họ là anh em ruột, nhưng phong trụ luôn phủ nhận sự cố gắng của Genya khi cậu ấy tham gia vào sát quỷ đoàn. Genya không thể sử dụng hơi thở, nhưng cậu ta lại ăn thịt của quỷ để gia tăng sức mạnh của mình. Điều này làm phong trụ nóng máu và tấn công em trai mình. Tanjiro chứng kiến toàn bộ, cậu cứu Genya khỏi đòn nhất dương chỉ cực nhanh, nhắm vào mắt Genya từ Sanemi. Ngay lập tức, Tanjiro và phong trụ đã có một cuộc ẩu đả. Tanjiro cố gắng ngăn cản Sanemi làm tổn thương Genya. Ta vẫn chưa biết được lý do vì sao phong trụ lại ghét bỏ em trai mình như vậy. Nhưng kể cả thế, Genya vẫn hết mực yêu thương anh trai mình. Spoil cho anh em một chút về quá khứ bi đát của phong trụ nhé. Từ khi còn là một đứa trẻ, Sanemi đã phải chịu rất nhiều đau đớn từ thể xác đến tinh thần, sống cùng một người cha bạo lực và phải gồng gánh 3 đứa em thơ. Thế nhưng cuộc đời vẫn quá tàn nhẫn với Sanemi. Cha đã mất, nhưng mẹ lại bị biến thành một con quỷ. Anh ta phải chính tay tiêu diệt chính mẹ của mình. Nhưng sau cùng, thứ anh ta nhận lại chỉ toàn là nỗi đau. Genya khi đó còn quá nhỏ để hiểu cho hành động của anh trai mình. Cậu ta cho rằng Sanemi đã giết chết mẹ. Nhưng Sanemi hiểu và anh ấy chọn cách bỏ đi thay vì giải thích. Sanemi mang cho mình dòng máu đặc biệt. Máu của anh thu hút những con quỷ. Anh sử dụng nó làm mồi nhử và tiêu diệt các con quỷ. Với sự ngưỡng mộ dành cho lãnh chúa Ubuyashiki, Sanemi tham gia vào sát quỷ đoàn, gặp gỡ nhiều người đồng cảnh ngộ, từng bước thăng tiến và đã trở thành một trụ cột mạnh mẽ. Nhưng ẩn sau hình ảnh cộc cằn khó ưa ấy, Sanemi vẫn luôn yêu thương em trai mình. Anh ta từ mặt Genya như một cách để bảo vệ cậu ấy. Nhưng Genya giờ đây đã trưởng thành hơn, cậu đã hiểu và thông cảm hơn cho anh trai mình. Đó là lý do vì sao, dù có bị đối xử tệ, Genya vẫn hết mực bảo vệ Sanemi. Sau khi giao lưu võ thuật cùng phong trụ, Tanjiro đã chính thức bị ban khỏi vòng huấn luyện của Sanemi. Men nhà ta phải bị cấm xỉa sói vào chuyện gia đình nhà người khác. Cũng vì thế, Tanjiro đã bước đến vòng huấn luyện cuối cùng được chỉ đạo bởi người mạnh nhất sát quỷ đoàn, nhám trụ Himejima Kiyomei. Đây là vòng tập huấn cuối cùng, cũng là giai đoạn khắc nghiệt nhất. Không bắt buộc phải tham gia, nhưng nếu ai bỏ cuộc thì phải đi xuống chân núi. Đầu tiên, các kiếm sĩ phải ngâm mình dưới dòng nước cực lạnh và chịu áp lực từ một con thác đổ thẳng xuống đầu. Sau đó, vác đống gỗ to bằng cái cột đỉnh. Cuối cùng là đẩy một tảng đá cũng siêu to khổng lồ qua một thị trấn. Mục đích của bài huấn luyện này là để tăng sức mạnh ra đòn cũng như cải thiện tính bền bỉ cho mỗi kiếm sĩ. Tanjiro cùng Inosuke đã vượt qua 2 bài đầu tiên, nhưng đến bài cuối cùng là đẩy tảng đá thì cả hai đều bế tắc. Lúc này Tanjiro đã gặp lại Genya. Cậu ấy đã tiết lộ cho Men về cách mà nham trụ đã đẩy được tảng đá. Himejima cầu nguyện để xác định trước được những bước di chuyển nhằm nâng cao sự tập trung. Đó thực chất là những hành động lặp đi lặp lại. Nham trụ nhớ lại quá khứ đau đớn, từng bị cha đạp của mình,
Lúc này, nhịp tim anh ấy sẽ tăng lên. Việc này cần có một quá trình và không nên bị ngắt quãng. Nó sẽ giúp các kiếm sĩ mở cùng lúc 5 giác quan. Tanjiro đã nhận ra điều đó, nên nhà ta thành công hoàn thành khóa huấn luyện. Theo ngay sau đó là Inosuke. Yamcha đã tiến lại chỗ Tanjiro để thông báo cho cậu về khóa huấn luyện. Himejima công nhận Tanjiro là một kiếm sĩ đích thực. Cả hai có một cuộc trò chuyện ngắn. Yamcha đã tiết lộ cho Tanjiro về quá khứ của mình. Khi xưa, Himejima đã nhận nuôi một vài đứa trẻ. Tuy không cùng máu mủ, nhưng anh ấy coi đám trẻ như một gia đình. Vào một tối nọ, có một đứa trẻ đã không nghe lời Himejima, trở về nhà vào lúc tối muộn. Vì bị con quỷ đe dọa, nên đứa trẻ ấy đã tiếp tay cho quỷ tàn sát gần như toàn bộ đám trẻ. Chỉ còn sót lại Himejima và một cô bé tội nghiệp. Cô bé ấy là niềm hy vọng cuối cùng của anh. Yamcha phải bỏ đi đức tin của mình để bảo vệ cô bé. Anh ta đã tấn công con quỷ. Cho đến khi trời sáng, con quỷ đã hoàn toàn bị tan biến dưới ánh nắng mặt trời, để lại cảnh đau thương cùng cực. Đã có người đến ứng cứu, nhưng cô bé mà Himejima bảo vệ đã quay lưng với anh ta. Yamcha bị kết tội sát nhân và bỏ tù. Nhưng cuộc đời không quay lưng với Himejima, lãnh chúa Ubuyashiki đã có mặt, cứu anh khỏi hố sâu tuyệt vọng. Thế nhưng cũng sau sự kiện hôm ấy, Himejima luôn nghi ngờ với mọi thứ. Dù bị mù, nhưng anh ấy vẫn có thể nhìn thấu tâm can của con người. Yamcha đặt niềm tin rất lớn vào Tanjiro, sẵn sàng cùng cậu trên con đường diệt quỷ của mình. Phần nào đó chúng ta nhận ra rằng, dù quá khứ đau đớn đến đâu, Himejima vẫn đặt một niềm tin đặc biệt vào lứa kiếm sĩ kế cận mình. Anh ta không trách móc cô bé năm xưa, vì đó chỉ là một đứa trẻ đã phải chứng kiến quá nhiều cảnh bạo lực. Yamcha nghi ngờ mọi thứ, luôn mang một vẻ ủ rũ, nhưng không bao giờ anh ấy mất đi hy vọng. Sự vị tha và lòng quyết tâm mới chính là thứ tạo nên sức mạnh khổng lồ của Yamcha Himejima. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, Tanjiro cùng những người bạn đã có thời gian xả hơi thực sự. Mên nhà ta quyết định đến thăm thủy trụ Giyu. Nhưng trên đường đi, Tanjiro đã thấy thủy trụ cùng phong trụ đang chuẩn bị giao chiến. Đấy cũng là một phần trong khóa huấn luyện. Các trụ cột sẽ chiến đấu cùng nhau bằng những thanh kiếm gỗ. Tuy vậy, những đòn đánh của họ vẫn siêu mạnh. Tanjiro không thể bắt kịp chuyển động của hai trụ cột. Vì quá mạnh nên hai thanh kiếm gỗ không thể nào chịu nổi áp lực. Trận đấu giữa họ chỉ thực sự kết thúc khi Tanjiro nhảy vào ngăn cản. Nếu không thì chắc họ chuyển qua hệ bọc sinh mất. Sau màn thông não của Tanjiro, thủy trụ đã dần mở lòng hơn. Phong trụ tuy vẫn khó ưa nhưng phần nào cũng thả lòng hơn với Tanjiro. Nhưng bất ngờ khi đang ở một mình, Sanemi đã chộp lấy được một con mắt quỷ. Từ đó ta đã biết sát quỷ đoàn đang bị theo dõi bởi tân thượng tứ và chúa quỷ Muzan đã tìm ra được vị trí của lãnh chúa Ubuyashiki. Và đó là tất cả những gì đã diễn ra trong arc Hashira Training tập huấn trụ cột. Tuy đợt tập huấn này rất khắc nghiệt, nhưng cũng là khoảng thời gian yên bình nhất của các kiếm sĩ và binh đoàn diệt quỷ. Muzan giờ đây đã không còn tìm kiếm hoa bỉ ngạn xanh nữa. Mục tiêu của hắn đã thay đổi, tất cả tập trung hướng về Nezuko, con quỷ duy nhất có thể sống sót dưới ánh mặt trời. Sát quỷ đoàn đã không còn nhiều thời gian. Sắp tới đây sẽ là thời khắc quyết định cho sự tồn vong của cả nhân loại. Hãy cùng Anime Rewind chờ đón những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của Kimetsu no Yaiba trong Season 4 sắp tới nhé. Nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe kèm theo nút chuông thông báo. Mà đừng quên đăng ký cả hội viên nữa nhé, để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Còn bây giờ thì tôi phải hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. See ya!